Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái công cụ ấy để các bạn có thể theo dõi sự phát triển cái kênh YouTube của bạn, để xem là view như thế nào, có tốt hay không, rồi subscriber bao nhiêu, xem kênh của bạn là một, với thứ hai nữa là xem kênh của người khác. Thì hai cái công cụ này cũng hoàn toàn miễn phí thôi. Đây là cái công cụ mà mình hay dùng. Tại vì thời gian vừa qua thì có một số bạn này comment ở kênh của mình ấy là anh ơi em thấy kênh của anh là view tụt rồi, là kênh thì nội dung thì nó hơi nhàm rồi em không xem nữa, rồi trước đây em hay xem. Thì cái để trả lời cái câu hỏi đấy thì thực ra ấy, thì cái kênh của mình ấy, hai kênh của mình vẫn đều đang phát triển rất là tốt. Cái lượng view ấy thì tăng lên khoảng tầm 70% trong vòng một tháng, cứ một tháng thì tăng khoảng 70%, tức là tăng tương đối nhiều so với các kênh khác. Thì tất nhiên là mình không so được, bởi vì kênh của mình nó là kênh giáo dục ấy, mình đã lập ra cái kênh này nó chuyên về nội dung là dạy về về phần mềm các thứ đó, mà nó không thể đòi hỏi là cái nội dung nó kiểu viral rồi nó các kiểu để nó tức là xem nhiều triệu view được, nhưng mà nó sẽ là mưa dầm thấm lâu và nó sẽ leo dần dần. Thì cái đấy thì mình cũng rất là vui vì kênh của mình nó nội dung nó không có cái gì mà tức là kiểu không nhảm nhí, nội dung không nhảm nhí và nó đem lại cái giá trị cho các bạn. Cũng rất là nhiều bạn mới đến này, rồi các bạn đến, các bạn đi, các bạn xem, rồi một thời gian các bạn không xem, lâu lâu các bạn quay lại, các bạn chào hỏi, thì cái đấy nó là cái chuyện bình thường, bởi vì là cũng không có một cái chương trình TV hay là một cái gì đấy mà các bạn có thể xem mãi mà các bạn vẫn thấy nó thú vị được. Thì YouTube thì nó cũng như vậy thôi. Đâm ra là mình cũng phải chấp nhận cái sự việc đấy. Thế còn để mà xem cái tiến độ phát triển kênh như thế nào thì mình có hai cái công cụ nhé. Bây giờ sẽ đi vào video hai công cụ mà mình chủ yếu mình xem và những cái chỉ số mà mình xem ấy mình cảm thấy nó ok là được. Cái công cụ thứ nhất đó là là YouTube Studio, hay còn gọi là cái phần phân tích YouTube. Thì bản thân cái công cụ này là YouTube họ đã build ra cho mình, build ra cho tất cả những cái người làm YouTube ấy, YouTuber ấy, thì mình có thể hoàn toàn là xem chỉ số kênh của mình, rồi là ai xem kênh của mình, người xem ở đâu, rồi view như thế nào, subscriber như thế nào, rồi là những cái khán giả của mình thì xem kênh khác, xem những cái kênh nào tương tự, thì cái đấy hoàn toàn là miễn phí và YouTube họ vẫn đang build, tức là họ vẫn đang build rất là nhiệt tình. Nói chung là cái đội của YouTube thì họ vẫn là build luôn luôn đưa ra những cái tính năng mới ở trong cái YouTube Studio, thì cái đấy là mình cũng thường xuyên là mình dùng, 80% là mình dùng cái YouTube Studio. Còn cái thứ hai đó là cái công cụ TubeBuddy. TubeBuddy thì cũng thời gian mới dùng gần đây thôi, mình còn tầm 4 5 tháng gần đây thì mình hay dùng TubeBuddy. Thì mình dùng cho nó hai mục đích thôi, một là mình xem các cái kênh mà tương tự họ phát triển như thế nào, lượng view của người ta ra sao, subscriber ra sao, cái thứ hai nữa là mình dùng cho cái công cụ nghiên cứu từ khóa. Bởi vì như các bạn đã biết là làm YouTube thì nếu như mà hướng vào cái nội dung là đối tượng tìm kiếm thì các bạn phải chăm chút cho cái việc là nghiên cứu từ khóa để đặt topic nội dung như thế nào rất là quan trọng. Cái đấy ngoài cái việc mà các bạn làm video ra thì cái nghiên cứu từ khóa cũng rất là quan trọng. Đó là cái chính mà mình dùng với cái YouTube TubeBuddy. Thì cái TubeBuddy là hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể tải về và các bạn cài lên sau đấy các bạn đăng ký cái TubeBuddy với một cái tài khoản Google ấy. Tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn. Còn đường link để đi đến cái TubeBuddy ấy, mình sẽ đặt ở dưới mô tả, ngay dưới phần mô tả cho các bạn nào có thể tải kích vào đấy để các bạn tải về. Nó chỉ là một cái Chrome extension thôi mà, tức là nó một cái tích hợp vào trong cái trình duyệt của bạn thôi, thì bạn có thể hoàn toàn miễn phí. Mình dùng cái này cũng miễn phí và mình dùng được khoảng tầm 4 5 tháng rồi, thấy nó hoàn toàn an toàn và nó không có vấn đề gì về bảo mật bảo miếc gì cả. Ok, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn về cái YouTube Analytics của mình nhé. Đây là kênh Việt Nam, và mình cũng nói với các bạn là mình có hai kênh, đó kênh Việt Nam và kênh tiếng Việt. Thì kênh Việt Nam ấy là chủ yếu là mình muốn phát triển cái kênh Việt Nam này để mình có thể chia sẻ được nhiều hơn, ngoài cái tính năng là Filmora rồi là các cái phần mềm ra, thì mình muốn chia sẻ thêm về những cái về làm YouTube, rồi là những cái trải nghiệm cá nhân, rồi du lịch các thứ. Nhưng mà Covid cô vèo thì mình cũng không đi du lịch gì cả. Thế còn kênh nước ngoài thì chủ yếu mình làm là dạy về Filmora, Active Presenter và Camtasia. Đó là mấy phần mềm chính mình dạy, và mình dạy được 2-3 năm nay, được 3 năm rồi, từ năm 2017. Kênh của mình cũng đạt được gần 18.000 rồi, hơn 18.000 sub rồi. Và nó cũng phát triển theo giống như cái kênh Việt Nam này, là phát triển dần dần thôi, đi từ từ đi lên, chứ nó không có bùng nổ gì cả. Và cái đấy là hoàn toàn mình rất là happy, rất là vui vẻ với cái đó.
Ok, thì để đi vào, thứ nhất là cái công cụ YouTube Analytics nhé, tức là cái studio ấy, YouTube Studio. Các bạn sẽ kích vào cái biểu tượng, cái hình tròn ở bên phải này, sau đó các bạn kích vào đây, YouTube Studio. Đây là cái bản tiếng Anh, bản tiếng Việt thì bạn cũng gọi là YouTube Studio. Đấy, mình sẽ chỉ cho các bạn. Thường có một số bạn thì thích dùng tiếng Anh, có một số bạn thì thích dùng tiếng Việt, như mình ấy, thì là mình quen dùng tiếng Anh, đâm ra là mình hay cài đặt tất cả các kênh YouTube của mình ấy đều dùng tiếng Anh. Thế còn tiếng Việt thì bạn cũng có thể tương tự thôi, nó cũng như thế thôi, cái list này nó sẽ dịch ra. Thì ở đây nhá, ví dụ bạn, mình chỉ cho các bạn xem một số cái thông tin về cái kênh của mình, không các bạn lại bảo là anh cứ toàn nói phét, kênh của anh thì chẳng có view thế này thế kia. Thứ nhất, đây là số lượng người đăng ký hiện tại của mình là 7.301 người, tức là hơn 7.000 người, và cái số lượng người đăng ký hàng tháng là 734 người đó. Và bây giờ summary các thứ, đây là nó cho một video thôi. Nếu như các bạn đi tiếp vào phần analytics hay còn gọi là phần phân tích, đây là cái phần mà chủ yếu mình hay chỉ số này mình hay xem, tức là mình hay vào đây mình xem này, thì mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Ở đây nó sẽ có mấy cái thôi, tức là cái tab phân tích này có mấy cái. Ví phần overview là tổng quan nhé, đây là tổng quan kênh của mình. Như các bạn nhìn thấy này, YouTube có thông báo mình là keep it up, tức là hãy cố lên và hãy cố gắng giữ cái nhịp mà bạn đang làm. Your channel got 73%, tức là kênh của bạn đạt 73% more views than usual in the last 28 days, tức là trong tháng vừa rồi kênh của bạn đạt số lượng view là nhiều hơn 73% so với cái tháng trước đó. Thì đấy là một cái mà các bạn có thể nhìn vào nhé. Đầu tiên là phần overview, thì ở đây ví dụ phần last 28 days, tức là trong vòng 28 ngày, mình có thể để cho các bạn xem lifetime, tức là cái toàn thời gian kênh của mình, để cho các bạn biết là nó sẽ đi lên theo một cái đường dốc như này, chứ nó không phải là không phải đã đang cái này nó đang tụt xuống này. Tại vì một số bạn thì xem qua kênh của mình theo bạn nghĩ là kênh của anh nó đang như này và nó tụt như này. Thực ra mình cũng thú thật với các bạn là nó chưa bao giờ lên như này cả, và nó chỉ có leo này thôi, chứ cũng chưa bao giờ nó leo thẳng như này. Thì mình làm YouTube nhiều mình cũng hiểu. Thế còn một số bạn mà mới làm ấy thì các bạn sẽ hơi phân vân về cái đó. Đây, ví dụ mình cho các bạn nhìn này, đây là cái phần overview nhé. Overview các bạn có thể nhìn được cái đường này, chỉ có cái giai đoạn này là khi mà mình cái bản Filmora 10 nó ra, thì khi đấy thì cái phần Filmora 9 thì mọi người ít search và mọi người ít xem hơn, thì bắt đầu nó tụt xuống một tí. Nhưng không sao, mình đã làm lại các cái hướng dẫn về Filmora 10, Filmora X ấy, thì đó, sau đó là tỷ lệ nó xem các thứ, tỷ lệ view lại tăng lên. Và bây giờ tổng cái số lượng view của mình là 6.700 view trong vòng 48 giờ, tức là 2 ngày. Thì một ngày kênh của mình sẽ thu hút được khoảng tầm hơn 3.000, khoảng 3.000, 3.200, 3.300 gì đấy view thôi. Và đây nó cũng là một cái con số mà mình cũng rất là happy rồi, rất là vui rồi. Chứ còn trước đấy chỉ có 2.000 này, 2.500 này, 2.500, tức là chỉ có 1.000 view một ngày thôi, hoặc là 600-700 view một ngày thôi. Thì cái đấy là cái mà mình cảm thấy là nó vẫn đang tiến triển, phát triển tốt. Chứ còn nó cũng không như các bạn tưởng là nó lên vèo lên 10.000 view hay là 100.000 view rồi sau đấy tụt xuống. Thì không phải nhá, mình làm cái nội dung giáo dục là nội dung về dạy phần mềm này, mình sẽ không hy vọng về cái việc là nó tăng view hay gì cả. Mặc dù có rất là nhiều tip trick để tăng view, ví dụ như bạn làm nội dung trending, làm vlog, làm những cái mà nó kiểu hướng đến, ví dụ bóng đá này, bây giờ đang Euro này, các bạn làm những cái tin tức tổng hợp về bóng đá, rồi bạn highlight về Euro, rồi ai đó đấy là chạy theo trend để thu hút view. Nhưng mà mình hoàn toàn mình không làm. Các bạn có thể nhìn thấy đấy, mình cũng cập nhật lên là mình xem bóng đá rồi thế này thế kia, nhưng mình không hề làm một cái video nào về Euro, về bóng đá, rồi về Covid. Thì mình thỉnh thoảng mình có cái gì đấy thì mình làm chơi cho vui, chứ mình không có làm gì cái những cái chủ đề hot, mình không làm nghệ sĩ rồi chửi nhau với lại bà Phương Hằng rồi thế này thế kia, mình không hề làm, không hề làm nói về cái này cái kia. Mặc dù mình có thể làm một cái video bàn luận về cái này cái kia, thế này thế kia, ông này đi làm từ thiện thì quan điểm, nếu quan điểm của mình đấy là ké fame người ta thì cũng có thể là sẽ được tăng view, nhưng mình không hề làm, bởi vì mình cũng không muốn là kênh của mình nó có thể kiểu hướng đến những cái nội dung như thế. Thì ở đây các bạn nhìn thấy view, tổng lượng view của mình là hơn 800.000 view rồi, và cái watch time, tức là cái thời gian xem ấy, khoảng 53 giờ, subscriber là 7.300. Và cái doanh thu của mình đây, tổng doanh thu trong một năm, hơn một năm mình làm YouTube ấy, kiếm được hơn 10 triệu.
tầm 10 triệu một tí, 10 triệu từ cái doanh thu quảng cáo của YouTube. Ok, đó là một cái là overview đúng không? Overview, và dưới đây những cái video mà bạn xem, tức là top video, tức là những cái video được xem nhiều nhất là hướng dẫn về Filmora, hướng dẫn về shortcut xuất bản video, về VSDC, làm phụ đề cho video, chèn chữ vào video, biên tập audio, và đây là sử dụng Filmora 10. Đó, đây là những cái phân tích về tổng quan. Thế còn nếu như mà các bạn muốn xem phần reach, bởi vì có một số bạn ấy, reach tức là hướng tới người dùng ấy, một số bạn thì bảo kênh của anh không được đề xuất nữa, rồi là kênh bị kiểu ban đề xuất rồi, bỏ kênh đi. Thế ra các bạn khuyên thế thì mình biết nghe thế thôi, chứ còn mình bản thân mình là một cái người làm YouTube về nội dung phần mềm thì mình chả hy vọng gì cả. Nó được đề xuất thì ok, còn nó không được đề xuất thì mình vẫn làm thôi. Mình vẫn làm những cái video mà nó mình cảm thấy là nó hữu ích cho các bạn. Đôi khi thì nó hấp dẫn, đôi khi thì nó chán, nhưng mà đấy là cuộc sống mà, lúc nào nó cũng không phải là lúc nào nó cũng màu hồng, nó đẹp được, nó hấp dẫn được. Bởi vì đôi khi ý tưởng của mình làm ấy, ý tưởng có ý tưởng thì hay, có ý tưởng thì dở. Mình không thể nào bảo đảm được là tất cả các cái ý tưởng của mình nó đều là kiểu sáng tạo được cả. Bản thân những cái nhà sáng tạo hàng đầu thế giới như kiểu Steve Jobs thì cũng nghĩ ra đầy cái linh tinh, cũng có dùng được đâu. Mà trong khi kinh doanh còn thất bại còn thiệt hại hàng tỷ đô, đúng không? Đây, ví dụ trong cái phần reach này bạn sẽ xem được là có bao nhiêu phần trăm nhé, traffic source, tức là cái nguồn mà nguồn lưu lượng của cái người xem đến kênh của bạn. Thì kênh của mình ấy, chủ yếu là mình hướng đến cái đối tượng là người dùng tìm kiếm. Bởi vì sao? Người ta muốn tìm kiếm một cái gì đấy về phần mềm, người ta tìm kiếm một cái thủ thuật để trick gì đấy thì người ta tìm kiếm cái kênh trên YouTube và tìm kiếm trên Google. Đấy là cái mà mình hướng đến nhiều nhất. Thế còn mình cũng không hướng đến cái nội dung mà phục vụ cho những cái bạn mà subscriber. Ví dụ kênh của mình có 7.000 subscriber, nhưng mà mình thấy là cũng rất ít người ấy, rất ít người xem cái video của mình khi mà mình xuất bản. Mà chủ yếu là cái người xem của mình là đến từ cái công cụ tìm kiếm. Người ta tìm kiếm video của mình thôi, người ta xem, người ta sub, bởi vì người ta sub ủng hộ thôi, chứ còn cũng người ta cũng không hy vọng là người ta sẽ xem tiếp. Mình cũng không hy vọng cái điều đấy. Nhưng nếu như các bạn có những cái bạn mà xem, ví dụ như bạn bảo bạn nghiện video của mình, bạn xem video của mình nhiều, hoặc là có một số bạn rất hay xem video của mình, thì đấy là những cái fan trung thành của bạn, và cái những người đấy rất là hiếm, mà mình rất là quý cho cái người đấy. Thế còn chủ yếu là từ search, thì ở đây bạn nhìn thấy tỷ lệ từ YouTube search kênh của mình là 54%. 54% tức là có 54% cái lượng view của kênh của mình là đến từ người ta tìm là hôm nay làm cái gì, hôm nay làm cái kia. Thế còn phần suggested video, tức là cái phần video được đề xuất thì nó có mấy chỗ đề xuất nhé. Đề xuất ở trang chủ của YouTube này, đề xuất ở bên tay phải này, xong rồi đề xuất ở cuối video này. Đấy thì ba cái chỗ là video đề xuất, thì cái lượng đề xuất video của mình ấy khoảng tầm 16,2% thôi, thì nó rất là bình thường, nó không phải là thấp quá. Có kênh nước ngoài của mình ấy, cái lượng video đề xuất chỉ có 5,5% hoặc là 5,6% thôi. Thế nhưng mà kênh Việt Nam này cũng được lên đến 10+%, và cái đấy mình cũng rất là vui. Thế còn lại một số các cái khác, ví dụ như từ nguồn từ trang web nữa, bên ngoài thì là được 8%, và browse feature tức là ở trên cái trình duyệt nó cứ hiện ra, thì sau đấy là người ta kiểu xem những là cái nội dung theo category, theo những cái, tức là theo những cái mà người ta kiểu kích các thứ ở trên trang chủ của YouTube ấy, thì nó sẽ ra đây. Thì tất cả cái nguồn traffic này, và mình chủ yếu là mình đánh vào cái nguồn là nguồn tìm kiếm. Thì nếu như các bạn làm YouTube ấy, mà các bạn dạy về một cái gì đấy, hoặc là các bạn chia sẻ về một cái kiến thức nào đấy, thì các bạn cũng nên học theo mình, hoặc là học theo những cái người khác ấy, là đánh vào cái nội dung tìm kiếm. Bởi vì làm sao, nội dung tìm kiếm nó mới là cái mà nó luôn luôn đem lại nhiều cái nguồn view cho bạn nhất. Thế còn lại phục vụ cho cái đối tượng subscriber có sẵn thì các bạn sẽ phải đợi cái kênh của bạn khi bạn lớn lên toàn tầm độ 50.000 sub, rồi là 70.000 sub, 100.000 sub. Khi đấy thì mình lại có thể chuyển hướng nội dung sang phục vụ cho những cái đối tượng có sẵn. Bởi vì đối tượng có sẵn là cái đối tượng mà họ đã xem nhiều video của mình rồi, sau đấy họ đến họ sub, sau đấy họ có thể họ xem, sau lại họ bỏ đi, sau họ lại quay lại họ xem. Thì khi đấy mình sẽ phải đan xen, tức là cái chiến thuật nội dung nó phải thay đổi. Còn nếu như các bạn mới thì các bạn phải tập trung vào một chỗ thôi, tập trung vào cái đối tượng là search. Thế còn nếu như mà cái
kênh của bạn mà lập được lâu rồi thì bạn phải nghiên cứu lại cái đối tượng nội dung. Bên thứ hai nữa là cái video được đề xuất thì việc đề xuất này ấy, thì không có một bạn nào có thể đảm bảo được là video của bạn sẽ được đề xuất, bởi vì cái video được đề xuất này nó phụ thuộc vào YouTube, và YouTube nó đánh giá dựa trên rất là nhiều yếu tố. Một là cái CTR là cái tỷ lệ kích trên cái video người ta đề xuất cho người xem, rồi xong nữa là tỷ lệ like, tỷ lệ tương tác này. Đấy, tức là nó rất là nhiều thứ, chứ nó cũng không phải là chỉ có một vài thứ. Và cái video được đề xuất này thì nói chung là các bạn cứ làm nhiều video thì có xác suất để bạn sẽ có video được đề xuất. Thế thôi, chứ nó không phải là có cái gì ghê gớm cả. Có những cái video chán bỏ chả vẫn được đề xuất. Có mỗi một cô lên mặc áo bikini ngoái mấy cái người ta cũng đề xuất lên đấy. YouTube đề xuất lên, bởi vì đề xuất lên nhiều người kích vào. Đấy, cái CTR nó cao, thế là người ta cũng đề xuất, YouTube nó đề xuất. Còn các bạn có thể xem bên này nhé. Ví dụ tỷ lệ đây impression and how they lead to what time, tức là tỷ lệ xuất hiện video của mình xuất hiện trước mặt người ta và cái tỷ lệ kích vào xem là bao nhiêu. Ví dụ ở đây có 9.3 triệu tỷ lệ hiện trước mặt người ta. Đây là lifetime nhé, cả lifetime nhé. Mình có thể mình chỉ chuyển lên cho các bạn là phần last 28 day, tức là 20 ngày, tức là khoảng 1 tháng ấy. Các bạn xem đây, ví dụ trong 1 tháng này, trong 1 tháng tỷ lệ mà xuất hiện của mình nó gần 1 triệu, và trong đấy là có 35.9% là YouTube đề xuất cái video của mình cho người ta xem, tức là gần một nửa là cái tỷ lệ xuất hiện này. Và đây bên phần YouTube search thì vẫn như này thôi, và tỷ lệ click to rate là CTR ấy, là 6.9%. Thì 6.9% này, cái này thì hơi thấp, tức là mình chắc là mình làm cái thumbnail nó chưa được hay, chưa được đẹp, mình sẽ cố gắng cải thiện. Cái đó là một cái mình cần cải thiện thôi. Còn lại cái tỷ lệ view vùng các thứ thì mình thấy nó vẫn bình thường. Ok, view from impression là 61.000, và tỷ lệ xem trung bình, view duration 3.5, watch time trên tức là 4.000 giờ xem. Đây là 1 tháng được 4.000 giờ xem. Thế là nếu mà bạn nào mà mới làm YouTube ấy mà đạt được cái số như này thì 1 tháng các bạn được bật kiếm tiền rồi. Ok, đó là phần reach, engagement. Đây, engagement và các cái này thì nó cũng không quan trọng. Phần engagement này thì mình không phân tích nhiều. Nhưng cái phần audience này nhé, phần audience này có một cái các bạn cần chú ý. Phần audience đây, ví dụ các bạn có thể xem một cái chỉ số này. Nếu như các bạn mà mới làm YouTube ấy, các bạn nên vào phần audience, tức là phần khán giả ấy. Sau các bạn kéo xuống ở đây, tức là other channel your audience watch, tức là cái này nó liên quan đến là cái lượng khán giả của bạn cũng xem những kênh khác cùng chủ đề. Những kênh khác cùng chủ đề thì các bạn có thể nhìn đây một số kênh, ví dụ như Cường làm phim nghiệp dư là một kênh về làm phim, tức là khán giả của mình, tức là xem về edit video cũng xem của kênh của bạn Cường. Cường là một bạn rất là hay, rất là vui, mà bạn ấy làm review các thứ cũng rất là chi tiết. Trưởng của admin của nhóm làm phim nghiệp dư, các bạn nhìn đây, lừa làm phim nghiệp dư. Các bạn có điều kiện các bạn có thể xem kênh của Cường, cũng có nhiều cái mẹo hay. Xong rồi kênh của Sĩ Tâm thì bạn ấy dạy về YouTube. Ok, thì cũng 70,000. Xong rồi PC Gaming, các bạn này thì có khả năng là các bạn dạy về làm phim, hoặc là có một số bạn cũng dạy về Filmora. Đây là trang 1, và đây là trang 2. Đây, kênh Quạ HD thì dạy về cái phần mềm YouTube, phần mềm Premiere Pro. Một số bạn hỏi anh dạy Premiere Pro đi, thì mình cũng bảo đến kênh Quạ HD mà xem. Còn Chu Đặng Phú này thì có về Camtasia và cũng về phần mềm, có cả Filmora, Test này, Gear VN, tất cả mấy kênh này cũng đều về công nghệ, về phần mềm hoặc là về gear, tức là về các cái thiết bị. Đó, thì nếu như mà bạn xem được những cái này, tức là nếu như khán giả của bạn cũng xem những kênh này, thì bạn cũng nên tham khảo những kênh của người ta có những cái nội dung gì, và khi đó thì cũng có thêm cho bạn một chút về cái phần tư duy về nội dung để bạn làm, đúng không? When your viewer are on YouTube thì cái này là tức là nó phù hợp với cái thời gian nào bạn nên xuất bản video. Nhưng mà mình nghĩ thì cái chỉ số này nó cũng chả quan trọng đâu. Bạn làm xong video lúc nào thì bạn up lúc đấy thôi. Đó, ở dưới này ví dụ cái phần này, tại sao mình nói là cái phần mà làm khi mới làm YouTube ấy, thì các bạn nên tập trung vào việc search, chứ thay vì là cái lượng gọi là subscriber, tức là lượng người đăng ký. Bởi vì ở đây người ta sẽ chỉ cho bạn là có bao nhiêu phần trăm người đăng ký là bật chuông, rồi đăng ký thì không bật, bật hết chuông. Còn đây là bật chuông nhé, tỷ lệ bật chuông của mình là 17.4%. Còn bật hết chuông, tức là bật chuông thì nó có ba cái mức: một là tất cả, một cái là theo tối ưu, còn một cái là không bật.
hay là một cái mà bật thì kiểu ngẫu nhiên thôi. Nếu mà bật mà đặt cái on ấy, nhấn một cái chuông ấy, sau nhấn vào on thì là tất cả các video của mình ra ấy thì đều xuất hiện trước mặt của người ta. Đó. Thì các bạn có tỷ lệ ở đây thì tỷ lệ này mình cũng rất là vui rồi, bởi vì nó vượt qua cái tỷ lệ bình thường này của kênh YouTube này. Đó. Đấy là nói chung là tổng quan về cái YouTube Analytics, các bạn hoàn toàn có thể nên xem, và các bạn nên xem để các bạn có thể xem được là kênh của bạn phát triển như nào. Còn đây ví dụ về doanh thu nhé, doanh thu thì như này, đây doanh thu này, nhìn doanh thu này cũng hàng ngày này cũng lên này, chỉ số CPM, APM các thứ này tương đối ok. Còn bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái công cụ TubeBuddy, tại sao mình dùng nó để nghiên cứu từ khóa. Ok. À, đây này, sau khi các bạn cài lên nhé thì các bạn sẽ có cái biểu tượng của cái TubeBuddy ấy, nó như thế này này. Thì các bạn đây là mình đã cài lên sẵn rồi. Thế còn các bạn để mà các bạn cài ấy, cài đặt mới các thứ ấy, thì các bạn có thể click cái đường link ở bên dưới phần mô tả. Nó sẽ có mấy bước đăng ký email rồi tên họ rồi đặt cái channel kênh YouTube của bạn vào đó, thì sau đấy là họ sẽ tích hợp lên cái trình duyệt. Và bạn có nhiều kênh YouTube thì bạn vẫn có thể theo dõi được. Ở đây mình có một Gmail và mình có hai kênh YouTube, một kênh nước ngoài và một kênh Việt Nam. Thì cái TubeBuddy này ấy, nếu như các bạn muốn mình có một cái hướng dẫn chi tiết ấy, về tất cả cái tính năng ở trong này ấy, thì các bạn nhớ comment ở bên dưới. Mình sẽ làm một cái hướng dẫn từ đầu đến cuối là các bạn cài đặt lên như thế nào, rồi là xem các cái chỉ số, rồi là có cái những tính năng gì ấy. Thì mình sẽ làm một cái hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Thế còn ở đây nhé, chủ yếu như các bạn thấy này, ở phần này nó sẽ có mấy cái cơ bản thôi. Một phần dashboard này, dashboard là cái dashboard nhé, mình kích vào dashboard thì nó sẽ chuyển đến cái YouTube Studio, tức là chuyển đến cái công cụ phân tích của mình ấy. Thì ở đây trong này, tức là mỗi khi mà các bạn kích vào một cái video này nọ ấy, tức là ví dụ một cái video nhé, thì nó sẽ có cái biểu tượng của TubeBuddy ở bên cạnh. Đây này, biểu tượng TubeBuddy thì bạn có thể kích vào đây, sau đấy nó sẽ ra các bạn rất là nhiều những cái tính năng khác. Nhưng mà mình thì bình thường mình ít dùng những cái này, mà chủ yếu ấy là mình dùng TubeBuddy này để cho cái phần keyword này, keyword explorer, tức là cái phần mà tìm kiếm từ khóa. Để mình kích vào đây cho các bạn xem, ví dụ phần tìm kiếm từ khóa này, khi mà mình kích vào keyword explorer nhé, nó sẽ ra cho bạn một cái bảng để bạn tìm. Bởi vì khi mà mình muốn dùng muốn làm về một cái gì đấy thì mình đã động não rồi. Ví dụ mình làm là Filmora X chẳng hạn, đúng không? Filmora X này, hướng dẫn này, hay là gì đấy, Filmora X, đúng không? Filmora X tutorial, Filmora 10 tutorial, đúng không? Mình kích vào đây một cái thì sau đấy là nó sẽ chỉ cho mình ra được tất cả những cái thông số về cái từ khóa đấy, là mình đang hướng đến nó có ok hay không, từ khóa ngắn, từ khóa dài. Ví dụ từ khóa này nó sẽ đánh giá là phần overall score, tức là điểm tổng thể là bao nhiêu, khoảng 45 trên 100 là good, là tốt, đúng không? Mặc dù từ khóa này thì cái mức độ cạnh tranh không cao, nhưng mà cái lượng tìm kiếm thì cũng đáng để các bạn có thể gọi là làm video về nó. Đấy, ở đây nó chỉ ra cho các bạn trong 30 ngày thì là lượng từ khóa tìm kiếm như thế nào, rồi trong 12 tháng từ khóa như thế nào. Đây, search volume này, competition này, organization strength này, rồi những cái từ khóa liên quan này, Filmora 10 tutorial trong tiếng Hindi này, Filmora 10 cho người mới này, Filmora 10 tutorial Tagalog này, nói chung mấy cái ngôn ngữ đấy. Chứ là các bạn ví dụ về tiếng Việt nhé, tiếng Việt, để mình bật cái công cụ tiếng Việt lên. Bật công cụ tiếng Việt lên. Bây giờ về hướng dẫn Filmora chẳng hạn này, hướng dẫn này Filmora chẳng hạn nhé. Đây là hướng dẫn Filmora, Filmora 9, Filmora 10, hướng dẫn làm video bằng Filmora. Đấy, xong mình, nếu mà mình ấn vào Explore, tức là vào mình xem xét cái công cụ đấy, xem xét cái từ khóa này, hướng dẫn Filmora, thì cái từ khóa này có đáng để mà mình làm video hay không. Thì đây nó nói này, very good này, tốt, đáng để làm video. Và các cái search volume là lượng tìm kiếm bao nhiêu này, 30 ngày qua, 12 ngày qua này, xong rồi YouTube thì như nào, và Google như nào. Đây, ví dụ mình kích vào Google như nào, video topic này, rồi common task này, tức là những cái tag ấy, ngẫu nhiên ấy. Đây, tag này, e-learning supporter Filmora 9 làm video YouTube. Đây là những cái tag mà mình hay dùng, đúng không? Xong đấy, ngoài ra ấy, thì ở bên này không, cái unlisted này là unlisted này là bạn phải đăng ký nhé. Bạn đăng ký bản, tức là bản pro của TubeBuddy. Thực ra bản pro của TubeBuddy này như một tháng đâu cũng rẻ thôi, một năm đâu có hơn $100 gì đấy, mà cũng tương đối là rẻ. Nhưng mà mình thì mình không dùng hết các tính năng nữa, mà mình cũng chưa mua, chứ còn nếu mà không thì mình mua mình dùng.
Cái này có một cái hay nữa ở phần bên phần result này, result là kết quả này. Nếu như bạn đánh một từ khóa vào đây thì nó sẽ show cho các bạn là các cái kênh nào ấy, các cái kênh nào mà nói về cái vấn đề đấy, thì nó rất là hay về cái việc là bạn, nếu bạn phân tích đối thủ các thứ, ví dụ hướng dẫn Filmora, kênh của mình nó có 6 trên 20 kết quả tìm kiếm là hướng dẫn về Filmora. Đây các bạn này, 1 này, 2 này, kênh này của người khác này. Kênh này của người khác này, kênh này Hưng Huỳnh Phi của người khác này, kênh của Đăng HNN người khác này, kênh này người khác này, kênh này người khác này. Và mình có 1, 2 này, xong đấy là 3 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đấy, tức là mình có 6 cái kết quả trên 20 kết quả tìm kiếm. Một cái trang tìm kiếm mà mình có 6 kết quả thì cái đó là cũng một cái mà để xác suất để người ta xem video của mình rất là nhiều. Tức là nếu như bạn cứ tìm về cái gì về Filmora đây nhá, ví dụ hướng dẫn Filmora, không thì mình tìm ví dụ Filmora 9 chẳng hạn nhá. Filmora 9 là nhiều bạn tìm đúng không? Từ khóa Filmora 9 thôi, để mình xem là kênh của mình có bao nhiêu từ khóa liên quan đến, tức là có bao nhiêu video liên quan đến chữ Filmora 9. Đúng không? Kia là đây, phe ít. Người ta không search là Filmora 9 như này mà người ta search là Filmora 9 này thôi. Explore thì nó sẽ là từ khóa xem là good với very good này, thì cứ good trở lên là các bạn có thể làm video rồi. Cái này còn poor cơ. Bây giờ người ta không search Filmora 9 nữa. Đấy là lý do vì sao cái video về hướng dẫn sử dụng Filmora 9 của mình là tụt view đúng không? Bây giờ đây xem bạn xem result này. Đây mình cũng có hai kết quả trên 20 này. Đây hiệu ứng nhanh chậm này của mình này. Đúng không? Về Filmora 9 này. Ở trên này ha, ở trên đây mình có về số 1 này, video số 1 đây là nhiều người xem nhất, là top 1 tìm kiếm về Filmora 9 này, chính là cái video này hướng dẫn sử dụng Filmora 9 cho người mới bắt đầu. Nhưng bây giờ nó ra bản Filmora 10 rồi, đâm ra là các bạn làm chủ yếu là tìm là Filmora 10, Filmora X chứ đâu có tìm Filmora 9 đúng không? Thế còn nếu mà bạn tìm về các cái chủ đề khác, ví dụ như chủ vấn đề là du lịch suối Tiên chẳng hạn. Đây ví dụ du lịch suối Tiên 2021 này, du lịch suối Tiên 18 tầng địa ngục, giả dụ như thế. Ví dụ bạn làm về video du lịch nhé, bạn có thể kích vào đây, sau bạn explore, sau nó sẽ load ra, tức là nó sẽ tải ra cho các bạn là lượng tìm kiếm bao nhiêu, kênh của bạn có hay không và các cái kênh nào. Đây cái này good này, sau bạn xem vào result này, tức là vào result và kết quả này. Đấy bạn này Quang Thiệp, Quang Thiện Vlog này, 18 tầng địa ngục kinh dị khu du lịch suối Tiên, Quang Thiện Vlog. Kênh của mình thì không có cái nào, kênh của Quang Thiện này có 4 video. Đấy, bò chạy mất dép này, cuộc sống này, 2,7 triệu view này. Đấy thì cái công cụ này nó rất là hữu dụng. Đấy thì các bạn, nhưng mà các bạn nhớ nhá, nếu mà các bạn dùng free ấy, thì một ngày ấy, tức một ngày một cái account của bạn, một cái account YouTube mà bạn tích hợp vào ấy, thì bạn sẽ chỉ xem được đâu 25 từ khóa. Thì 25 lần. Đâm ra là các bạn nên cân nhắc và nghiên cứu khi bạn nghĩ trước, động não trước, bạn search ở những cái chỗ khác trước. Ví dụ bạn không dùng TubeBuddy thì bạn sẽ dùng cái phần này, phần ví dụ phần YouTube này, YouTube Recommend, tức là phần này trong cái ô search của YouTube ấy. Ví dụ ở đây nhá, ví dụ ở đây có ô search này, bạn có thể search là ví dụ du lịch suối Tiên đúng không? Đó, khi mà nó ra du lịch suối Tiên thì ở đây là những cái cụm từ người ta tìm kiếm. Đây là gọi recommend của YouTube, tức là cái phần search. Ví dụ du lịch suối Tiên 2021, suối Tiên 18 tầng địa ngục. Đấy thì các bạn có thể chọn một trong những cái này để bạn làm topic video, thì nó có thể nó sẽ hướng đến người xem nhiều hơn. Ok, đây là cái công cụ ấy. Còn ở trong TubeBuddy này thì nó còn có nhiều cái nữa. Ví dụ bạn kích vào đây nhé, trong cái phần này ngoài keyword ra này, nó còn có milestone này, milestone ví dụ. Mình chỉ cho bạn milestone là các bạn, ví dụ cái này là miễn phí này, cái mẫu milestone này là miễn phí. Milestone là những cái dấu mốc quan trọng cho kênh của bạn ấy. Phần này miễn phí này, của mình đang được 800.000 view này, mình có thể share trên Facebook hoặc Twitter này. Đây upcoming, tức là cái milestone tiếp theo, tức là cái dấu mốc tiếp theo là 7.500 sub, 900.000 view, 350 video, tức là 350 video mình up được 380 mấy video rồi, tức là gần 350, thì nó sẽ cho mình các cái dấu mốc ở đây. Ngoài ra còn nhiều cái nữa, video topic rồi sell studio, tag list này. Cái tag list này cũng hay nhá, tag list như hôm trước mình đề cập với các bạn rồi ấy. Tức là các bạn nếu như mà các bạn muốn tạo video mà tăng điểm sell ấy, thì các bạn nên thêm tag vào video. Thì ở đây cái bản miễn phí này của TubeBuddy, bạn cho phép bạn tạo ra 3 tag list, tức là 3 cái list nhá. Bây giờ ví dụ mình tạo ở đây một cái này, vậy là e-learning này,
supporter đúng không? Tức là mình tạo một cái tag list, thì khi mà mình up video mình chỉ việc ấn vào nút import phát là nó sẽ import luôn cái tag list này, import vào video luôn. Ở đây là 1 này, 2, 3 này. Bản miễn phí bạn tạo được 3, bản bản pro các thứ của TubeBuddy này thì bạn tạo được nhiều. Đấy, bạn có thể add vào đây, sau bạn add thêm các cái từ khóa vào. Ví dụ là từ e-learning này, supporter này. Đó, các bạn add vào. Add vào đây thì nó sẽ ra đây, trong cái tag list này nó sẽ có keyword này, tag selected này. Đấy, sau bạn là Fimora này, X này, đó, bạn add vào thì nó sẽ ra đây, tức là cái từ khóa thì từ tag này thì vô tư, tag này bao nhiêu cũng được, miễn là bạn đủ số 500 ký tự. Đó. Đấy là hai cái sơ sơ. Còn có nhiều cái nữa nhá. Ở đây có rất là nhiều. Support community này. Rồi đấy, comment, comment các thứ. Phần comment thì các bạn cũng hay. Comment thì các bạn có thể trả lời rồi lọc comment các thứ. Nhưng mà mình thì nói thật luôn là mình ít dùng mấy cái tính năng ấy. Mình chủ yếu là mình dùng cái keyword thôi. Keyword Explorer, tức là mỗi lần mình làm video, trước khi mà mình làm video thì mình động não mình làm cái công tác là nghiên cứu từ khóa. Ví dụ ở đây trong các cái phần comment nhé, phần comment này đây bạn nhìn này, TubeBuddy này nó sẽ có cho các bạn này thêm những cái thêm comment vào, rồi là gỡ bỏ comment này đi, rồi là thêm các emoji. Đấy, nói chung là rất là nhiều cái hay. Thì các bạn mình khuyên các bạn là cũng nên cài lên. Nó có trên trên thị trường ấy, trên thế giới bây giờ nó có hai cái là TubeBuddy với lại cái VidIQ. Thì VidIQ thì nó cũng tương tự như TubeBuddy. Để mà so sánh thì mình thấy hai thằng nó như nhau. Thì các bạn có thể cài cái thằng TubeBuddy thì mình đã cài rồi và chạy khoảng 4-5 tháng rồi thì thấy nó ok, nó không vấn đề gì. Thế còn VidIQ thì nếu mà bạn nào có thể chạy thử bạn xem. Còn nếu như bạn yêu cầu thì mình có thể tải lên, tại vì mình chắc cũng chả sợ mất mát cái gì cả, mình có thể tải. Nhưng mà mình thì dùng một vài thứ thôi. Ok, video hôm nay cũng tương đối dài rồi. Đó là nói về các cái công cụ tăng view và cái chỉ số phân tích ở trong YouTube. Mình hy vọng là video này nó dài nhưng nó lại hữu ích với các bạn. Và nếu như mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới về phần mềm, về YouTube, làm YouTube như nào thì cũng được. Nếu mà bạn có góp ý gì về kênh của mình thì cũng xin các bạn comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.